Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu xuân mới Giáp Thìn, tại các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã có hàng trăm ngàn lượt du khách tới tham quan chiêm bái các di tích thắng cảnh. Tại các địa phương thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, thành phố Hưng Yên như Chùa Chuông, Đền Mẫu, Đền Trần, Bà Chúa Kho, Đình Chùa Hiến, Văn Miếu Xích Đằng, những ngày qua có rất đông du khách đến tham quan chiêm bái cầu sức khỏe bình an đến với gia đình. Để tạo điều kiện thuận lợi cho du khách từ trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Ban Quản lý Di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến phối hợp chặt chẽ với chính quyền các phường, xã trong việc đảm bảo an ninh, an toàn tại các địa điểm di tích. Hiện thành phố Hưng Yên đang gấp rút chỉnh trang khu vực sân Ban Quản lý Di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến là nơi dựng sân khấu cho đêm khai mạc lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến diễn ra vào tối ngày 29 tháng 2, tức 20 tháng Giêng âm lịch. Cùng với đó, thiết kế vị trí các gian hàng trưng bày, sản phẩm ô cốp và ẩm thực Phố Hiến để giới thiệu quảng bá những đặc sản vùng Hưng Yên tới đông đảo du khách. Tôi đến từ Eco Park Văn Giang ạ. Và cứ đầu năm mới thì thường thường tôi sẽ về thăm các cái di tích ở đây như Đền Mẫu, Đền Trần, rồi Chùa Chuông. Và tôi cảm nhận thấy rằng là nơi đây rất là linh thiêng, cổ kính, rất là nhiều du khách ở các địa phương rất là xa nhưng về đây lễ. Cùng với du lịch về Phố Hiến, tại Hưng Yên còn có nhiều điểm đến hấp dẫn du khách như Chùa Nôm, huyện Văn Lâm, Đền Đa Hòa, Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, Đền Phù Ủng, huyện Ân Thi, cũng là những địa danh du lịch tâm linh mang nhiều ý nghĩa.